Tại AIA, chúng tôi thiết lập những tiêu chuẩn mới tạo nên những kỳ tích kỷ lục trong ngành bảo hiểm nhân thọ trong suốt nhiều năm qua. Đây chính là cách AIA vươn đến thành công vượt trội một cách bền vững. Lấy cảm hứng từ sự linh hoạt chuyển động không ngừng của dải lụa trước những sóng gió, đội ngũ AIA từng bước cùng nhau đang dệt nên dải lụa đỏ vinh quang rực rỡ. AIA chào đón tất cả các chuyên viên tư vấn tài chính gia nhập vào nơi không chỉ nuôi dưỡng mà còn phát triển năng lực cá nhân mạnh mẽ nhất. Với sự chuyên nghiệp và luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, đội ngũ chuyên viên tư vấn ngoại hạng của AIA sẽ mang đến những giải pháp phù hợp nhất và đồng hành cùng khách hàng trong suốt chặng đường phía trước. Cùng nhau, AIA sẽ tạo nên hình ảnh dải lụa đỏ vinh quang, linh hoạt hỗ trợ và cung cấp dịch vụ tận tâm cho từng khách hàng, thực hiện đúng lời hứa, mang lại cho khách hàng một cuộc sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn. Đây là lý do vì sao AIA được vinh danh là tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về số lượng thành viên MDRT trong suốt nhiều năm liên tiếp. Hiện nay và cho đến mãi về sau, sự đóng góp tận tâm, uy tín của tất cả chuyên viên tư vấn AIA chính là thước đo trong hành trình chinh phục những thành tựu vang dội của AIA. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, cùng nhau chúng ta sẽ lập nên những kỳ tích AIA MDRT Advice for Life. Tận tâm đồng hành